Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Archive Pro. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là sử dụng lệnh Agent và lệnh Chim trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Giả sử ta có đối tượng nhận like như thế này nè. Bây giờ tôi muốn cắt cái like này và thứ hai nữa tôi muốn cái like này chạy đến đây chạy đây thì làm sao nha. Đầu tiên tôi chọn đối tượng nè. Rồi Modify nè. Tôi chọn lại là Chim nè. Nó Chim nè. Rồi tôi chọn đây. Rồi giả sử tôi chọn đối tượng đây nè. Chết nè. Rồi đi nha, chọn đối tượng này là chim, chim này nè, nó đây qua đây đó. Rồi chọn đối tượng nè, đối tượng nè, chim nè, chim là cắt bỏ một đối tượng nè, đối tượng này cắt bỏ cái trường kia nè đó. Rồi cắt bỏ nè, bỏ đối tượng này nè. Rồi sau đó như đây nè, chọn đối tượng này, đối tượng này bị cắt bỏ bởi đối tượng này đó, vậy đó. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.